Hai xin chào tất cả mọi người. Bây giờ Phước Sửu lại gặp với cả nhà với một siêu phẩm cực kỳ đắc địa tại dự án Great Metro City. Vị trí mà Phước Sửu đang đứng là một clubhouse rộng mà 2000 m vuông rất là đẹp. Và một cái siêu phẩm mà Phước Sửu hôm nay muốn giới thiệu đến quý anh chị đó là một căn gọi là biệt thự đơn lập với diện tích là 12.5 x 20. Và mọi người cùng với Phước Sửu đi xem tổng quan về cái căn biệt thự này nhé. Điều đầu tiên mà Phước Sửu muốn giới thiệu đến quý anh chị đó là một cái công viên mùa hè rất là đẹp. Tại công viên mùa hè này thì có là lối đi bộ nè, những cái máy tập thể dục. Và ở đây là một cái công viên gọi là thông minh, bởi vì ở đây có những cái trạm gọi là emergency, gọi là trạm gọi thông minh đó cả nhà. Với cái trạm gọi này thì mình có thể xử lý những cái trường hợp gọi là khó khăn trục trặc, hay là những cái trường hợp bất chắc khi mà có trẻ em mà dạo chơi trong khu viên này. Và bây giờ Phước Sửu cùng với cả nhà đi vào bên trong của căn biệt thự này để mình khám phá căn biệt thự này có gì đặc biệt mà rất là nhiều người gọi là muốn sở hữu nó nha. Điều đầu tiên là cái tầm view của cái căn biệt thự này, một cái tầm view khá đẹp, nhìn trực diện về một clubhouse 2000 m vuông và một cái công viên mùa hè với những cái bãi cát trắng và những loại cây theo mùa hè rất là đẹp. Và bây giờ mình vào mặt sau của căn nhà trước nha cả nhà. Đây chỉ là một mặt sau của căn nhà thôi, nhưng mà cửa nẻo rệt rất là thoáng mát và rộng rãi. Với cái tầm view này thì quý anh chị có thể thiết kế đây là một cái phòng khách rất là rộng rãi luôn ha. Với cái gian phòng khách này thì mình nhìn trực diện về công viên và nhìn về clubhouse. Đây thì theo như thiết kế của một số gọi là gia chủ thì đây sẽ là một cái phòng bếp cực kỳ rộng rãi với lối bếp là theo chữ L, và ở đây là một không gian bếp đảo. Còn ở đây sẽ là một phòng khách và đây là một gara xe. Nhưng mà một số gia chủ thì họ không để gara xe để bên trong nhà, họ để gara xe bên ngoài, thì gần như ở đây là một cái phòng khách gọi là một phòng khách khá rộng, ngang 10 dài 15, một cái cách bố trí của phòng khách và một cái tầng trệt khá rộng làm cho khuôn viên của căn nhà trở nên thoáng mát. Và bây giờ Phước Sửu và cả nhà đi xem và bên ngoài của cái căn nhà này có gì hấp dẫn và cái mẫu nhà như thế nào ha. Đây là mặt tiền chính của căn nhà với diện tích là 12.5 x 20 và được xây dựng là gồm là một trệt hai lầu. Mặt bên hông là mình có thể là làm gara xe, hoặc là gara xe mình làm mái che bằng kính đậu bên ngoài. Phía trước sân thì mình cũng có thể đậu được một chiếc xe hơi. Và hiện tại chủ đầu tư đã bàn giao là cửa cuốn và cửa gỗ có khóa Hubler. Và bây giờ cùng với cả nhà vào bên trong để khám phá căn biệt thự này nha. Sau khi mình tìm hiểu thông tin của tầng trệt rồi thì bây giờ Phước Sửu cùng với cả nhà mình vào bên trên tầng 1 để mình xem tầng 1 mình có thể thiết kế gì, và với cái căn nhà này thì có thể là thiết kế được bao nhiêu phòng ngủ và có thể bao nhiêu cho bao nhiêu thế hệ để ở. Thì bắt đầu cùng với cameraman mình đi lên trên. Bây giờ là Phước Sửu cùng với cả nhà đi lên tầng 1 với một cái lối cầu thang bộ vừa thỏa chân, không có gọi là dốc lắm, để mình bước vào một cái không gian của một cái căn phòng đầu tiên ha. Thì bây giờ đây là một cái phòng mà master bedroom. Với phòng master bedroom này thì khá rộng, mình có thể là thiết kế được một phòng. Đây là phòng toilet với là gọi là toilet nằm, bồn tắm nằm, và gần như là ba mặt đều có là cửa kính hết nên căn nhà trở nên cực kỳ thoáng mát. Và bây giờ mình xem cái ban công của tầng 1 nha. Với ban công của tầng 1 thì cực kỳ thoáng nè cả nhà. Nhìn về một nhìn về cái dãy biệt thự song lập 10 x 20, và ở đây thì chủ đầu tư là đã bố trí khá nhiều cây xanh, vỉa hè thì lót đá tự nhiên và trồng cây xanh theo dọc theo vỉa hè. Và ở đây thì tất cả điện nước âm và camera thì bảo vệ 24/24 ha. Với cái phòng master bedroom này á thì quý anh chị có thể là thiết kế được một ở đây bên này là một phòng gọi là thay đồ, hay là phòng
làm việc ngay tại cái không gian của cái căn biệt thự này luôn. Bởi vì ngay cả cái phòng mà gọi là không gian làm việc này cũng có ban công luôn, rất là thoáng mát. Tất cả các phòng đều có cửa kính, có ban công, và ở đây là cửa kính gọi là chống ồn, cửa nhựa là cửa nhôm mà là chống ồn ha. Và ở cái tầng 1 sẽ có một cái không gian này gọi là để không gian để mình có thể là làm một cái quầy trà hay là một cái bộ bàn để thư giãn, hay là cái gọi là nơi gọi là tập yoga. Ở đây thì khá thoáng mát, và ở trên này thì mình có thể là ngăn lại để cho nó khỏi bay mưa vào, thì mình có thể là làm không gian sân vườn ở trong khu vực này. Và bây giờ là mình vào cái phòng ngủ thứ hai, cũng là phòng master bedroom. Và cái phòng này nó đặc biệt hơn những gian phòng khác, đó là một cái tầm view khá đẹp ở nhà, nhìn về công viên mùa hè ha. Một cái công viên khá đẹp luôn. Ở đây thì công viên mùa hè thì có khá nhiều cây xanh và một cái tầm view rất là đẹp, nhìn ra bãi cát trắng và nơi những cái máy tập và thể dục và những cái công viên cát cho trẻ em. Và cái tầm view nữa rất là đẹp, có thể nhìn thấy công clubhouse 2000m², có hồ bơi, phòng tập gym, rồi mát phòng tắm sauna xông hơi, massage, rồi là BBQ. Khi quý chị mà có những cái tiệc tùng sinh nhật hay là những cái tiệc tùng của gia đình mà mình không muốn tổ chức tại nhà thì mình có thể tổ chức tại clubhouse này luôn. Với một clubhouse khá đẹp và đầy đủ những tiện ích. Và tất cả những tiện ích rồi quý chị biết rồi, là ở đây nó sẽ là free cho cư dân, đã nằm trong cái phí quản lý. Và hiện tại đơn vị quản lý là Savile quản lý nên rất là tốt. Với cả nhà, mình tiến lên lầu 2 nha. Với cái thang này á, thì mình đi cũng vừa bước chân và nó không phải là quá cao, nên là mình có thể là di chuyển thoải mái. Lầu 2 thì cũng khá rộng rãi cả nhà. Với cái lầu 2 này thì quý anh chị có thể thiết kế ở đây là được một phòng rất là lớn và có một cái ban công. Ban công ở đây là gần như là sân thượng đó cả nhà, khá rộng rãi. Ở đây thì mình có thể là tổ chức được những cái tiệc BBQ, tổ chức những cái tiệc nướng ngoài trời. Và một cái tầm view khá rộng, bởi vì ở đây là một cái căn đơn lập á, nên cái tầm view nó rất là thoáng, nhìn về mặt trước, mặt sau và bên hông, hai bên đều là chừa đến khoảng là mỗi bên 3m là để đến 6m, nên là không gian khu vườn rất là thoáng mát luôn. Và mặt sau thì mình cũng có thể thiết kế được một gian phòng nữa. Thì gian phòng của mặt sau này cũng tương tự như gian phòng của mặt trước. Thì với cái phòng này thì mình cũng nhìn về công viên mùa hè, nhìn về clubhouse. Và ở đây thì cái tầm view này nó phóng xa hơn, cao hơn, nên mình có thể là nhìn về cái công viên giác quan sát bờ sông luôn. Và một cái clubhouse 2000m² của chủ đầu tư khá đẹp. Và từ trên cao này thì mình xuống công nhìn công viên mùa hè này với rất là nhiều loại cây tầng thấp và tầng cao, tạo cho nơi đây là một khu đô thị gọi là cực kỳ xanh mát, nhiều cây xanh và nơi một gọi là đáng sống để cho quý anh chị là chọn nơi đây một nơi đầu tư an cư và lạc nghiệp. Khi nãy giờ là Phước Sửu đã đưa mọi người đi xem từ mặt trước đến mặt sau của một cái căn biệt thự 12,5 x 20. Và căn biệt thự này được thiết kế là hai mặt tiền trước sau. Mặt tiền trước là một cung đường rộng 12m, và mặt tiền sau như vị trí của Phước Sửu đang đứng là một công viên mùa hè và một clubhouse 2000m². Với căn biệt thự này thì gia chủ đang kẹt tiền nên đang cần bán gấp, giá chỉ dưới 30 tỷ thôi. Giá cũng còn thương lượng và đang cần bán. Nên quý anh chị khi mà lựa chọn cái sản phẩm này thì inbox ngay cho Phước Sửu, bởi vì mức giá của năm ngoái đối với căn biệt thự này là trên 45 tỷ. Nhưng mà hiện tại thị trường đang có nhiều chuyện biến khó khăn và gia chủ đang cần bán, nên đó là có một mức giá cực kỳ hấp dẫn cho quý anh chị và là chọn lựa để ở và đầu tư. Cần nhiều thông tin hơn nữa về cái căn biệt thự này, quý chị hãy inbox ngay cho Phước Sửu và đồng thời like, share và comment kênh của Phước Sửu để nhận nhiều video mới về những thông tin bất động sản toàn quốc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau.